Ở khu phố này ai cũng biết đến cô Ngọc. Cô khoảng độ 40 tuổi, dáng người cân đối, gương mặt phúc hậu, đã có chồng và hai con. Chồng cô, một người đàn ông hiền lành như đất. Vì vậy, tuy cô không phải là loại đàn bà lấn lướt chồng, nhưng mọi công việc trong gia đình đều do một tay cô quản lý và chỉ huy. Nói chung, ở cô chẳng có điểm gì nổi bật lắm, ngoài một biệt tài mà khó ai có được, đó là tài giao tiếp với cõi âm. Trước kia, cô cũng là một người bình thường như bao người khác. Năm 15 tuổi, một lần vô ý cô bị trượt chân té xuống ao nước sau nhà. Nếu không có mấy đứa trẻ vào vườn ăn trộm ổi thì có lẽ rằng lúc đó cô đã chết. Nghe tiếng kêu của bọn trẻ, người ta vớt được cô lên, nhưng cô cũng đã đứng bên lằn ranh sự sống và cái chết. Hơn một tháng sau, cô khỏe lại dần, nhưng từ đó ở cô phát ra một năng lực thần bí. Người phát hiện đầu tiên là mẹ cô. Vào một buổi chiều tối, hai mẹ con đang ngồi với nhau trên bậc thềm. Cô Ngọc bỗng chỉ tay ra cổng và nói với mẹ: "Đoàn hát ở đâu kéo về đông quá, sao từ sáng tới giờ không có nghe ai nói về mẹ?" Bà mẹ ngơ ngác hỏi lại: "Con nói cái gì? Đoàn hát nào?" Cô Ngọc ngạc nhiên: "Họ đi dần dần như vậy mà mẹ không có thấy là sao?" Bà mẹ tỏ ra lo lắng: "Không, mẹ không có thấy gì. Hay là con bị làm sao?" Ngọc không nói không rằng, cô đứng lên vụt chạy ra cửa, níu áo một cô gái lại và hỏi: "Chị ơi, tối nay đoàn hát biểu diễn ở đây có phải không?" Cô Đào buồn rầu nhìn Ngọc nói: "Không em ạ, các anh chị chỉ nhớ cái ngày kỷ niệm nên quay về thăm lại chốn xưa thôi." Nói xong, cô Đào dạo bước nhanh đi về phía trước. Ngọc ngẩn ngơ nhìn theo, thấy lá cờ ghi mấy chữ Đoàn Cải Lương Trăng Quê đang phần phật bay giữa đoàn người rồng rắn. Quay vào nhà, Ngọc nói với mẹ: "Họ không phải về đây hát mẹ. Cô kia bảo là họ chỉ nhớ cái ngày kỷ niệm nào đó nên quay về thăm lại thôi." Bà mẹ tỏ ra lo lắng: "Con đã nói chuyện với họ?" "Dạ, lúc nãy mẹ không có nhìn thấy sao? Con đã hỏi một cô gái rất đẹp, chắc là cô Đào chính của đoàn. Con đứng nói chuyện ngay trước cổng nhà mình, mẹ phải thấy chứ." Ngọc ngây thơ nói. Bà mẹ rất hoang mang hỏi tiếp: "Thế con biết đoàn cải lương nào không?" "Dạ hình như là đoàn Trăng Quê. Con không có hỏi, nhưng mà con nhìn thấy lá cờ của họ có theo cái dòng chữ Đoàn Cải Lương Trăng Quê." Ngọc hớn hở. Bà mẹ cảm thấy cả người nổi gai ốc. Bà nhớ lại cách đây hơn 30 năm, lúc bà còn rất nhỏ, nơi này đã xảy ra một cơn bão kinh hoàng, giết chết rất nhiều người, trong đó có cả đoàn cải lương Trăng Quê đang về đây biểu diễn phục vụ. Thật ra hồi ấy bà còn rất nhỏ, bà cũng không nhớ được gì, chỉ nhớ lại qua lời kể của những người lớn trong làng. Bây giờ đây, tự nhiên nghe con gái nhắc đến đoàn cải lương, nó lại chạy ra đường và nói chuyện với người ta, trong lúc bà hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng một ai. Quá hoảng sợ, bà mẹ vội vàng kéo Ngọc vào nhà, đóng kín cửa lại rồi giả bộ lảng sang chuyện khác để cô con gái không nhắc đến đoàn người trước nữa. Sáng hôm sau, bà mẹ vội vã tìm tới nhà ông lão cao tuổi nhất vùng, hỏi thăm về cơn bão năm xưa, về đoàn cải lương đã bị bão dìm trong bể nước. Theo lời kể của ông thì hôm qua chính là ngày cách đó mấy chục năm về trước, cơn bão lụt đã tràn qua địa phương này. "Vậy những gì con gái bà nói là thật hay sao? Đoàn hát đã tìm về đúng ngày rỗ của họ. Con gái của bà có thể giao tiếp được với những hồn ma hay sao?" Lo sợ, hồi hộp, nhưng bà mẹ không dám nói cùng ai. Trước đây mẹ con bà đã bị người ta dè bịp nhiều rồi. Bà không muốn ai biết đến điều này, không muốn trở thành đề tài bàn tán của mọi người nữa. Ngọc là đứa con gái duy nhất của bà, một đứa con gái ra đời mà láng giềng không biết cha nó là ai. Thế nên bao lời gièm pha đổ xuống, bà đã phải cắn răng chịu đựng. Nỗi lo lắng cho đứa con trong lòng người mẹ cũng đã tạm lắng xuống. Khi thời gian mấy tháng trôi qua, Ngọc vẫn sinh hoạt bình thường và không có chuyện gì lạ lùng xảy ra nữa. Đến một ngày, trong xóm có một người thanh niên chết đuối dưới sông. Ai trong làng cũng nghĩ rằng anh ta nhậu say về, khi đi qua cầu khỉ thì vô tình ngã xuống nước rồi không đủ sức bơi vào bờ. Đấy là một kẻ nát rượu, ngày nào cũng uống đến say khướt rồi về đánh mắng vợ con. Thế nên cái chết của anh ta cũng chẳng gây ra nhiều thắc mắc. Đang lúc cử hành tang lễ, Ngọc cùng đám trẻ con túm lại đứng đó xem. Bất ngờ, Ngọc níu áo chị B, vợ của người chết, và nói: "Chú B nói là bị người ta xô xuống nước. Cô không có trả thù cho chú hay sao?" Không riêng gì chị B, những người đứng gần đó đều hoảng hốt nhìn Ngọc chăm chú. Chị mới nạt lại: đừng còn nói tầm bậy, đi ra chỗ khác chơi đi con, không người ta đánh chết bây giờ. Ngọc vẫn không chịu thôi. Chú B nhờ con nói với cô như vậy. Con đâu có nói vậy. Chú nói hôm vừa rồi chú không có uống rượu, chú đi chơi đánh bài. Một người tên út đánh bài thua nên kiếm chuyện với chú. Hai người đánh nhau, cuối cùng chú bị người đó bóp cổ đến chết rồi mới quăng xuống sông. Chú nói là chú chết trôi, mà trong bụng không có nước. Sao cô không có chú ý? Với lại trên thân thể của chú ấy có rất nhiều vết bầm chảy xước là do đánh nhau. Nghe Ngọc nói một hơi, tất cả những người có mặt ở đó đều tỏ ra vô cùng hoảng sợ, nhất là những người có tham gia tẩm liệm, những người có trông thấy xác chết của anh B. Tất cả những gì Ngọc nói đều không có sai. Sau đó, nhà chức trách vào cuộc điều tra theo yêu cầu của chị B, và cuối cùng sự thật được làm sáng tỏ. Thủ phạm cũng đã cúi đầu nhận tội. Tội ác của hắn gây ra trong bóng tối là điều mà Ngọc đã kể vanh vách trước đám đông hôm rồi. Tin tức đó lập tức được truyền đi rất nhanh. Tiếng tăm của Ngọc cũng bắt đầu nổi lên từ đó. Lớn lên một chút, Ngọc cảm thấy được sự khác biệt trong mình, nhưng cô vẫn không có cách nào có thể giải thích được. Chỉ biết rằng mình có thể nhìn thấy và nói chuyện được với các hồn ma. Cô thấy họ cũng bình thường như những người còn sống, hoàn toàn không có gì là đáng sợ. Người dân quanh vùng và cả những người ở rất xa nghe tiếng Ngọc đều tìm tới nhờ cô giúp đỡ khi có những vướng mắc liên quan tới người đã chết. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào Ngọc cũng có thể giúp được, bởi vì cô không thể tìm được hồn ma nếu linh hồn đó không tự tìm đến với cô. Bà mẹ rất lo lắng khi số lượng người tìm đến ngày một đông hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm sao con gái bà có thể học hành đàng hoàng được? Chẳng lẽ nó lại phải sinh sống bằng cái nghề đồng cốt này hay sao? Suy nghĩ mãi mà không có cách nào để giải quyết. Cuối cùng bà mẹ phải cắn răng bán đi ngôi nhà đang ở, và hai mẹ con dắt díu nhau tới một nơi thật xa để lập nghiệp lại. Hai mẹ con ra đi mà không để lại một chút tin tức nào. Lúc ấy Ngọc cũng đã lớn lên nên cô ý thức được những phiền toái mà cô và mẹ sẽ gặp phải nếu khả năng đặc biệt của cô sẽ bị mọi người phát hiện. Vì thế Ngọc rất cẩn trọng trong giao tiếp và lời ăn tiếng nói. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có một vài linh hồn tới tìm cô nhờ làm việc này việc khác. Ngọc không thể từ chối, nhưng cô cũng không thể trực tiếp giải quyết, mà làm như vô tình gợi ra cho những người thân của hồn ma một vài vấn đề mấu chốt nào đó để họ tự tìm theo sự thật. Có những oan hồn chết đi không cam tâm khi thấy kẻ thù ác vẫn còn sống nhởn nhơ trên trần thế. Có những người đã chết nhưng chưa kịp làm một chuyện quan trọng nào đó cho gia đình, chưa kịp để lại một lời trăn trối cần thiết. Họ tìm đến với Ngọc, nhờ cô làm nhịp cầu nối họ thực hiện được tâm nguyện sau cùng. Nhưng do kín đáo vì lường trước được những rắc rối có thể xảy ra, suốt nhiều năm liền tuy vẫn giúp được cho các linh hồn, nhưng cuộc sống của mẹ con Ngọc vẫn giữ được sự bình yên. Ngọc tốt nghiệp đại học về công tác tại một công ty lớn trong thành phố. Với năng lực của mình, không bao lâu sau Ngọc được đề bạt lên một chức vụ quan trọng trong công ty. Cô đón mẹ về Sài Gòn sinh sống. Sau đó Ngọc lấy chồng, một anh chồng tài giỏi trong kinh doanh, nhưng lúc ở nhà với vợ lại ngoan ngoãn chưa từng thấy. Có lần cô Ngọc kể với chồng về khả năng đặc biệt của mình. Ban đầu anh chồng không tin, cứ tưởng cô đùa giỡn. Ngọc nghiêm mặt hỏi: có phải anh có một chú lưu lạc ở phương xa, đến bây giờ vẫn không rõ tin tức? Tân, chồng của Ngọc, ngạc nhiên: em nghe ai nói vậy? Anh nhớ là chưa có kể chuyện này cho em nghe. Ngọc cười nói: không những em biết, mà em còn biết chú anh hiện giờ đang ở đâu. Tân nhổm dậy: em biết, ở đâu vậy em? Chú anh hiện đang ở đâu? Ngọc ngồi xuống bên cạnh chồng, nắm lấy tay anh và nói: chú đã có vợ con ở Cà Mau, nhưng mà cách đây 8 năm chú qua đời do một cơn bạo bệnh. Hiện mồ mả của chú vẫn ở trong Cà Mau. Em, sao em lại biết như vậy? Tân ngạc nhiên hỏi. Ngọc khẽ liếc chồng: thì em đã nói với anh rồi, em có năng lực đặc biệt là giao tiếp được với những người chết, mà anh lại không có tin. Tân nghi ngờ hỏi lại: em nói thật? Ngọc gật đầu: em nói dối anh để làm cái gì? Tân vẫn chưa tin, anh hỏi lại: nếu mà thực sự em có thể giao tiếp được với người chết, vậy em hỏi chú giúp anh đi, tại sao bao nhiêu năm mà chú không có quay về, cũng không có liên lạc được gì, làm cho cả nhà cứ nghĩ rằng chú đã chết rồi. Nếu mà em giải đáp được thì anh mới tin. Cô Ngọc nhìn chồng ngập ngừng một chút rồi nói: Chỉ vì chú bỏ đi đúng vào ngày chú út cưới vợ, mà vì vợ của chú út chính là người yêu của chú ấy. Chú sợ rằng nếu còn ở lại nhà, không dằn được lòng mình sẽ gây ra điều bại hoại. Chú muốn bỏ đi đến bao giờ lòng mình rừng rưng sẽ quay về. Nhưng mà mãi hình bóng Thím Út vẫn cứ hiện rõ trong đầu của chú. Chú không có dám về, không dám liên lạc với gia đình cũng là vì lẽ đó. Chắc anh cũng biết chuyện, trước khi lấy chú Út, Thím Út đã có tình cảm với chú, có phải không? Tân tròn mắt. Em nói quả không có sai, nhưng mà hồi ấy mọi người không ai nghĩ là chú ra đi vì tình, vì trước đó chú hoàn toàn không có dấu hiệu nào của sự thất tình cả. Ngọc cười. Chú ấy bảo là chú sợ chú Út buồn nên phải dáng coi như không có việc gì xảy ra. Đó, bây giờ thì anh đã tin em chưa? Tân nghi ngại. Tin thì anh cũng có phần tin, nhưng mà sao anh vẫn có thấy một cái gì đó? Ngọc cười xòa. Thôi, em cũng không bắt buộc anh phải tin làm gì. Nếu mà anh để ý thì từ từ anh cũng sẽ biết thôi. Cuộc sống của vợ chồng Ngọc vẫn diễn ra một cách bình thản, dù sau đó có nhiều việc xảy ra khiến cho Tân không còn nghi ngờ gì về khả năng lạ lùng của vợ mình nữa. Anh không ngăn cấm Ngọc giúp đỡ các hồn ma, nhưng anh cũng khuyến khích. Anh chỉ dặn cô phải cẩn thận, đừng để xảy ra những chuyện rắc rối. Hôm ấy, Ngọc đang trên đường từ chợ về nhà, tình cờ cô va chạm vào một người phụ nữ trung niên. Cô dáng người sang trọng. Dạ em xin lỗi. Ngọc hấp tấp cúi xuống nhặt mấy quyển sách của người phụ nữ văng tung tóe trên đường, vừa rối rít xin lỗi. Khi cô ngẩng đầu lên thì bất thần nhìn phía sau lưng người phụ nữ, thấp thoáng một linh hồn mờ ảo. Vừa bắt gặp ánh mắt sáng rực của Ngọc, linh hồn đó vội tan loãng ra trong không khí. Ngọc vô cùng ngạc nhiên. Trước nay những linh hồn vất vưởng mỗi lần gặp cô đều rất vui mừng vì có thể trao đổi với cô một vài chuyện nơi trần thế. Vậy tại sao linh hồn kia lại có vẻ như muốn lánh mặt cô? Người phụ nữ nhận lấy tập tài liệu trên tay rồi tiếp tục cất bước trên đường. Ngọc không vội vã về nhà. Cô đứng lại một lúc rồi chậm chậm đi theo người phụ nữ đó. Đi được một quãng đường khá xa, Ngọc lại nhìn thấy bên cạnh người phụ nữ kia là một hồn ma lúc nãy. Mà theo nhận xét của Ngọc, hồn ma này không có ý định đem lại điều tốt cho người phụ nữ, mà ngược lại thì đúng hơn. Không nén được sự tò mò, cũng không bỏ qua thái độ mờ ám của hồn ma nọ, Ngọc quyết tâm tìm ra sự thật. Cô đã bỏ không ít công sức theo dõi, cuối cùng đã biết được đôi nét về người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó tên là Khuê, một họa sĩ có tên tuổi trong làng hội họa. Cô ấy cũng là một giảng viên uy tín của trường đại học mỹ thuật. Cô Khuê là một người phụ nữ độc thân, có cuộc sống tương đối khép kín. Ngoài giờ lên lớp, cô chỉ thu thủ một mình trong nhà, ít giao du với bạn bè, cũng như ít tìm tới những trò vui giải trí xung quanh. Có lẽ niềm vui duy nhất của cô Khuê lúc này là nhìn ngắm những bức tranh treo trong nhà của mình, nghiên cứu tài liệu và thả tâm hồn bay bổng theo từng nét vẽ. Một buổi chiều, đang loay hoay với các tập tranh vẽ của học trò, cô Khuê nghe có tiếng chuông gọi cửa. Cô thoáng giật mình, thắc mắc vì đã lâu lắm rồi, từ độ thì hầu như ít có người nhấn chuông gọi nhà cô. Cánh cửa cổng vừa mở ra, cô Khuê bất ngờ khi nhìn thấy bên ngoài là cô gái xinh xắn vừa mới hôm rồi va phải mình trên phố. Dạ em chào chị. Ngọc sởi lời. Cô Khuê dè dặt hỏi lại. Cô tìm tôi? Dạ em tới thăm chị, đồng thời cũng có một chút chuyện. Ngọc mỉm cười nhỏ nhẹ nói. Cô Khuê bất đắc dĩ phải mời Ngọc vào nhà. Em vào nhà chơi. Đứng nép một bên nhường chỗ cho Ngọc đi trước, cô Khuê vô cùng thắc mắc. Tại sao người này lại biết mình ở đây? Tìm mình có chuyện gì? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay tròn trong đầu cô Khuê, khiến cho cô có thái độ vô cùng cảnh giác đối với Ngọc. Khi cả hai người đã yên vị trong phòng khách, cô Khuê rót nước mời Ngọc rồi đi thẳng vào vấn đề. Xin lỗi, tôi chưa biết cô là ai, và sao cô lại tới đây tìm tôi? Ngọc từ tốn nhấp một ngụm nước và nói. Thưa chị cho phép em xưng hô như vậy để cho nó dễ nói chuyện. Chắc là chị còn nhớ em chính là người đã va vào chị trên phố hôm vừa rồi. Cô Khuê gật đầu. Có, điều đó thì tôi có nhớ. Nhưng mà... Ngọc tiếp lời. Xin chị nghe em trình bày. Không có giấu gì chị, từ lâu nay trong em có một khả năng hơi lạ, đó là có thể nhìn thấy và nói chuyện được với các linh hồn. Chị có tin điều đó hay không? Cô Khuê nhếch mép cười có vẻ nhạo báng. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với mấy chuyện như vậy. Nói xong, cô Khuê nhổm người đứng dậy, ra điệu như muốn đuổi khách. Ngọc giơ tay cản lại. Xin chị đừng vội, em tới đây không nhằm bất cứ một mục đích cá nhân nào hết. Chẳng qua là hôm em gặp chị trên đường, em vô tình nhìn thấy bên cạnh chị có một hồn ma đang đeo bám. Em thấy hồn ma này không có thiện chí với chị, muốn hỏi nguyên nhân, nhưng mà hồn ma cố tình lánh mặt. Em thấy chị đang có nguy cơ gặp nạn, nên em muốn giúp chị mà thôi. Cô Khuê xua tay cắt ngang lời Ngọc. Cảm ơn cô, nhưng mà thật sự tôi không có tin vào mấy cái chuyện như vậy. Và lại cuộc sống của tôi cũng không có thù oán với ai, tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Ngọc khẩn khoản. Chị ráng nhớ lại một chút, những người chị quen biết có ai đã qua đời hay không? Cô Khuê cười nhạt. Tôi không có nhớ, tôi cũng không quan tâm. Xin lỗi cô, tôi thực sự không có thời gian để ngồi đây nghe cô nói những cái điều vớ vẩn như vậy. Cô Khuê đứng phát dậy, tỏ rõ quyết tâm đuổi khách. Ngọc miễn cưỡng ra về, nhưng cô vẫn không nản chí. Nếu có gì xin chị liên lạc với em ngay, đây là địa chỉ của em. Ngọc mở bóp lấy ra một tấm card của mình đưa cho cô Khuê. Cô Khuê đón nhận một cách hở hững, rồi vội vàng khép cửa lại khi Ngọc vừa bước chân ra. Một mình trở lại nhà, cô Khuê vẫn chưa thôi thắc mắc. Cô liếc nhìn vào tấm card đang cầm trên tay, thì ra người phụ nữ lạ lùng đó là phó giám đốc một công ty có tên tuổi đàng hoàng, không phải là loại người chuyên đi lừa bịp. Tuy nhiên, giữa cái thời buổi này, cái gì cũng có thể làm giả được, huống chi chỉ là một tờ card đơn giản này. Nhưng mà cô ta tiếp cận mình là vì mục đích gì? Ai chẳng biết là mình không có gia tài của cải gì hết, mà cô ta nói tới một linh hồn. Nghĩ tới đó, bất chợt cô Khuê khẽ rùng mình. Thuận, một trong những học trò xuất sắc nhất của cô vừa qua đời cách đây 3 tháng, mà cái chết ấy cũng ít nhiều có liên quan tới cô. Chẳng lẽ hồn ma của Thuận đang đeo bám mình? Cô Khuê bần thần ngồi phịch xuống ghế. Cô nhớ lại những việc đang xảy ra gần đây. Quả thật, từ sau ngày Thuận chết, thỉnh thoảng cô lại cảm nhận có một điều gì đó không bình thường bên cạnh mình. Là điều gì thì cô không xác định được, chỉ biết rằng nó rất lạ lùng. Nhưng cô cứ nghĩ rằng do mình quá tiếc nhớ Thuận, một người tài hoa bạc mệnh. Từ ngày Thuận chết, sức khỏe của cô Khuê giảm sút một cách nghiêm trọng. Công việc của cô gặp hết rắc rối này đến trở ngại khác, đôi lúc cũng khiến cho cô cảm thấy chán nản. Cô cũng muốn tìm tới một cái bờ biển vắng lặng nào đó để chôn vùi thân xác của mình. Nhưng trách nhiệm cô đang mang nặng trên vai, cô không thể rũ bỏ tất cả để tìm thấy sự thanh thản cho riêng mình. Suốt đêm hôm ấy, cô không tài nào ngủ được vì những lời của Ngọc cứ ám ảnh cô mãi. Sáng hôm sau, đáng lẽ hôm nay cô cho mình được phép ngủ nướng thêm một chút nữa vì không có giờ lên lớp, nhưng cô lục đục dậy từ sớm. Ăn sáng xong, cô sửa soạn đi ra ngoài. Cô cho xe chạy chậm lại. Khi sắp đến công ty của Ngọc, thấy một quán cà phê sát gần đó, cô Khuê mừng rỡ tấp xe vào lề rồi bước vào quán, chọn một chỗ ngồi ngó ngay ra cổng công ty để dễ quan sát. Khi ly cà phê vừa cạn, cũng là lúc cô trông thấy Ngọc xuất hiện trước công ty. Ngọc bước xuống từ một chiếc xe con bóc lộn, khoan thai đi vào trong. Vậy là cô ta không có gạt mình, cô Khuê thầm nghĩ. Nhưng để cho chắc ăn, cô quay sang hỏi bé phục vụ. Em có biết ai là phó giám đốc công ty bên cạnh không? Cô bé cười toe. Dạ, bên đó thì tụi em rảnh lắm, vì thường xuyên đem nước qua bên đó. Ở đó có nhiều phó giám đốc lắm, nhưng mà chỉ có một người là nữ thôi. Đó, cô có thấy không? Cái cô gái xinh đẹp kia chính là một trong những phó giám đốc ở đó. Cô ấy dễ thương lắm, làm sếp mà rất hòa đồng. Cả với tụi em cô ấy cũng tỏ ra rất thân mật. Khuê gật đầu hài lòng, cảm ơn cô bé rồi tính tiền ra về. Từ lúc ở nhà Khuê về, Ngọc cũng không yên tâm nhiều lắm. Có một cái gì đó cứ thôi thúc cô phải nhúng tay vào việc này. Đây là lần đầu tiên cô làm như vậy, lần đầu tiên cô phải đi xin người ta cho cô được giúp đỡ. Hôm qua, thái độ của Khuê có vẻ không thiện cảm với mình. Mà cũng phải thôi, ai đời tự dưng sòng sọc vào nhà, nói với người ta là có ma theo ám, hỏi ai không có bực mình được. Cô Khuê đối với mình như vậy là lịch sự lắm rồi. Gặp người thô lỗ nóng tính, không chừng họ nắm đầu mình mà quẳng ra sân. Ngọc phì cười khi nghĩ tới cảnh đó. Tân ngạc nhiên hỏi: Có chuyện gì mà thấy em vừa mới lo âu căng thẳng, giờ lại cười như con nít vậy? Ngọc bá vai chồng: Em đang vác tù và hàng tổng đấy anh. Là sao, anh không có hiểu? Tân ngạc nhiên. Ngọc cười rồi kể: Hôm rồi em có đi ở ngoài đường, vô ý va phải một chị, rồi em phát hiện sẽ có một phong hồn đang đeo bám chị ấy. Em muốn giúp đỡ chị ấy để giải quyết, nên bỏ công tìm hiểu về chị ấy. Em tìm tới nhà để trình bày việc đó thì chị ấy có vẻ không có tin. Tân nghe xong cốc đầu lên chán vợ. Em thật là, chuyện giữa đàng lại quàng vào cổ chi cho nó mệt. Em làm thế có khi người ta nghĩ rằng em đang dở một cái trò gì đó, lừa gạt người ta cũng không có nên. Ngọc nũng nịu. Thì đó, cứ nghĩ tới cảnh người ta túm cổ mà quẳng em ra sân nên em mới buồn cười. Nhưng mà anh này, tự nhiên với cái vụ này em có một mối quan tâm rất đặc biệt. Em cũng không thể giải thích được nữa. Nhưng em nghĩ rằng ông trời đã ban cho em cái thiện tính đó, là muốn em đi giúp người khác. Thà em không có biết thì thôi, chứ biết mà làm ngơ, nếu lỡ một ngày nào đó mà cô kia bị hãm hại, em cũng không thể sống hạnh phúc bình yên với lương tâm của mình được. Tân vuốt tóc vợ. Anh cũng biết như vậy, anh không có ngăn cản em, nhưng mà anh rất sợ em gặp phải những cái điều không hay khi xen vào chuyện của người khác. Dạ em hiểu, nhưng em nhất định phải thuyết phục cô ấy cho bằng được. Anh cứ yên tâm đi, em biết cân nhắc mà. Ngọc ngó Tân chờ đợi. Tân khẽ gật đầu. Ừ, em nên cẩn thận. Anh có bao giờ phản đối em đâu. Ngọc âu yếm hôn lên trán chồng, đùa giỡn. Thế mới là chồng ngoan. Ngọc cười rộn rã, Tân cũng cười theo. Anh yêu biết bao nhiêu cái tính tình rất trẻ con của Ngọc. Ngọc đưa tay nhấn chuông rồi đứng chờ. Chừng 5 phút sau mới thấy cô Khuê từ trong nhà đi ra. Trông thấy Ngọc, cô Khuê khẽ mỉm cười gật đầu. Lần này thái độ của cô có chiều hướng tốt hơn. Ngọc vui mừng vì nhận ra điều đó. Ngọc đi thẳng vào vấn đề sau khi chủ khách xong màn chào hỏi. Những gì em nói hôm trước chị có suy nghĩ lại chưa? Cô Khuê không trả lời câu hỏi của Ngọc mà nhìn thẳng vào Ngọc đưa ra một câu hỏi khác. Có thật sự là em giao tiếp được với hồn ma không? Dạ. Ngọc xác nhận và kể tóm tắt cho cô nghe về mình. Thật sự em nhìn thấy bên cạnh của chị có một hồn ma. Chị có biết người đó là ai không? Sau khi kể xong câu chuyện, Ngọc hỏi lại. Cô Khuê chậm rãi trả lời. Nếu mà thực sự có hồn ma theo chị thì chị nghĩ rằng đó là một học trò của chị. Cậu ấy mới mất cách đây 3 tháng. Chị có mối quan hệ đặc biệt gì với cậu ấy không? Hoặc là có xích mích gì giữa hai người hay không? Cậu ấy chết trong trường hợp như thế nào? Ngọc hỏi dồn dập. Cô Khuê cúi mặt nhìn xuống đất, giọng buồn. Chúng tôi chỉ có quan hệ thầy trò bình thường thôi. Chị rất quý cậu ấy, vì cậu ấy thực sự có tài. Nhưng mà thật đáng tiếc, cậu ấy lại qua đời quá sớm vì bệnh. Ngọc nhận thấy cô Khuê hình như chưa nói hết ra những gì chất chứa trong lòng của cô. Nhưng Ngọc biết rằng dù có nài ép cỡ nào đi chăng nữa thì cũng khó mà ép cô nói ra hết những gì mà cô chưa muốn thổ lộ. Không ngăn được tiếng thở dài, Ngọc cầm ly nước đưa lên miệng nhấp một hớp nhỏ. Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Cô Khuê đứng lên bước tới bàn làm việc kê bên cạnh chiếc điện thoại. Ngọc đưa mắt liếc nhìn quanh căn phòng. Bất ngờ cô bắt gặp những hình ảnh lạ lùng đang hiện ra trên màn hình tivi nằm đối diện chỗ Ngọc ngồi. Ngọc nhớ rất rõ, từ lúc đặt chân vô phòng tới giờ tivi không hề được bật lên. Và vừa mới rồi, khi cô Khuê vừa đứng lên nghe điện thoại thì tivi lại tự bật thế kia. Phải chăng cô Khuê đã cài đặt chế độ tự mở sau một thời gian nào đó? Nhưng kìa, trên màn ảnh là một cảnh tượng rất đáng sợ, cứ chiếu đi lặp lại nhiều lần. Một thanh niên dong dỏng cao đang bước dần ra bãi biển. Anh ta cứ tiến ra mãi, nước ngập đến ngực rồi đến cằm. Ngọc khẽ kêu lên khi anh ta bỗng dưng mất hút rồi vùng vẫy trồi lên, tay chân cua loạn xạ một lúc rồi mất hút vào làn nước bao la. Cảnh khủng khiếp ấy cứ diễn đi diễn lại như một đoạn điệp khúc của bài hát. Ngọc ngồi nhìn chân chối. Linh tính báo cho cô biết đây không phải là một đoạn phim hay một chương trình nào đó của TV, mà là một cảnh tượng có thật đã được ai đó ghi lại và muốn tố cáo một điều gì đó. Tất cả mọi việc càng trở nên rối rắm. Ngọc chưa mở được nút thắt này thì lại tiếp tục gặp những nút thắt khác. Nghe xong điện thoại, cô Khuê quay lại bàn làm việc và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ngọc đang há hốc mồm nhìn sừng sững vào màn hình trước mặt. Em, có chuyện gì vậy em? Cô Khuê lay nhẹ vào vai Ngọc. Ngọc như choàng tỉnh, cô đưa tay chỉ vào màn hình. Đó là cái gì vậy chị? Cô Khuê ngơ ngác. Em muốn hỏi cái gì chị không có hiểu. Giờ đến lượt Ngọc ngạc nhiên. Cô quay sang hỏi cô Khuê. Chị không thấy gì đang chiếu trên tivi hay sao? Sao? Tivi đang chiếu? Chị có thấy gì đâu, chị chưa mở mà. Cô Khuê ngạc nhiên. Ngọc sững sờ một lúc rồi thở hắt ra. Em hiểu rồi. Cô Khuê tỏ vẻ lo lắng. Em hiểu cái gì? Chị thật tình là chị không có hiểu gì hết. Ngọc nhìn thẳng vào mắt cô Khuê. Em đang nói điều mong chị thứ lỗi. Có lẽ những gì chị kể với em chưa đúng với sự thật, hoặc chưa đủ hết các tình tiết. Mấy hôm nay em đã cảnh báo với chị rằng có một hồn ma đang đeo bám chị. Có lẽ hồn ma đó đã cố tình cho em thấy cái cảnh tượng này. Em đã thấy cái gì? Nhìn thái độ của cô Khuê có vẻ tò mò nhiều hơn lo lắng, Ngọc ngập ngừng. Em đã thấy một chàng trai trẻ đang chìm mình dưới nước. Cái chết của chàng trai có dính líu gì tới chị hay không? Cô Khuê tái xanh mặt mũi. Cô bối rối một lúc rồi mới lấy lại được bình tĩnh. Bây giờ trên gương mặt của cô đượm nét u buồn sâu sắc. Cô im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng. Bây giờ chị sẽ không giấu em nữa. Chị sẽ kể cho em nghe toàn bộ sự thật. Mấy tháng nay chị đã nặng lòng về điều này lắm rồi. Hôm nay chị sẽ nói hết ra cho nhẹ lòng để còn tiếp tục sống. Ngọc nắm nhẹ bàn tay cô Khuê như để động viên. Cô Khuê nhấm một ngụm nước rồi bắt đầu kể. Thuận là một học trò của chị. Cậu ấy là một thanh niên sôi nổi và có tài. Ngay ở tiết học đầu tiên, chị cũng đã chú ý tới anh chàng sinh viên này. Một thời gian sau, quan hệ thầy trò giữa chị và cậu ấy trở nên khăng khít. Sau giờ học, cậu ta thường lui tới để giúp đỡ chị việc này việc khác, hoặc là để học hỏi thêm những kinh nghiệm ngoài phạm vi bài giảng. Phòng vẽ của chị là nơi cậu ấy có mặt thường xuyên. Có hôm cả hai thầy trò nhốt mình trong đó suốt ngày, với ngổn ngang những bột màu, vải toan và hàng trăm thứ linh tinh khác làm hội họa. Những bức tranh mà cậu ấy vẽ ra thật là sinh động và có hồn. Chắc có lẽ do sự gần gũi lâu ngày nên tình cảm phát triển. Một hôm, chị nhận ra cậu ta không còn đối với chị như một học trò với một cô giáo nữa. Ánh mắt của cậu ta nhìn chị thật da diết, thật lạ lẫm, khiến cho chị không khỏi bồi hồi. Chị cũng nên cho em biết một chi tiết. Lúc còn trẻ, chị đã tình yêu mãnh liệt một lần và đã bị phản bội. Từ đó chị không còn dám tin ai. Chị khép cửa lòng mình lại, sống một cuộc đời cô độc. Chị biết làm những việc kiếm tiền để nuôi mẹ, nuôi em và cả một bầy cháu nhỏ. Nhưng trước tình cảm và sự quan tâm của cậu học trò này, chị không còn vững được lòng mình nữa. Chị lớn hơn tuổi cậu ấy rất nhiều. Chính điều đó đang ngăn cản chị xác định được tình cảm của mình. Chị đã trốn chạy, đã dối mình và dối cậu ta. Trước mặt của cậu ấy, chị cố tỏ ra lạnh lùng, nguyên tắc. Tình cảnh đó cứ kéo dài mãi. Cậu ta thật là kiên trì. Dẫu cho chị có thờ ơ cách nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn một mực đối xử với chị không thay đổi. Đến lúc nhà trường ra thông báo mở cuộc thi để tuyển lựa tranh của sinh viên đem đi dự thi ở một cuộc thi quốc tế. Trong cuộc thi này, nếu tranh của sinh viên nào có mặt thì con đường tương lai của người đó đã được mở rộng ra trước mắt. Thuận rất là hy vọng. Cậu ta ngoài ăn ngủ và những nhu cầu thiết yếu của cơ thể, còn lại là nhốt mình trong phòng, đặt hết tâm tư nguyện vọng và tình cảm của mình theo từng nét vẽ. Đem tranh đi dự thi, cậu ấy tràn trề hy vọng. Quả thật, trong hàng trăm bức vẽ của cậu ấy là nổi trội hơn hết. Nhưng chính tôi đã không chấm cho cậu ấy. Cô Khuê đột ngột ngưng lời. Ngọc định lên tiếng phản đối rằng tại sao chị lại làm như vậy. Chuyện công ra chuyện công, chuyện tư ra chuyện tư, sao chị lại đối xử với cậu ta như thế? Nhưng Ngọc chưa kịp cất lời thì cô Khuê lại tiếp tục, giọng thật buồn. Sở dĩ tôi không có chấm vì tôi nhận ra rằng mỗi một đường vết của cậu ấy đều thể hiện sự tự mãn, háo thắng. Nếu như lần này cậu ta được đưa đi dự giải quốc tế, tính tự phụ ấy càng có dịp để phát triển mạnh mẽ hơn. Tôi không muốn một người tài hoa trẻ tuổi như vậy lại sớm kết thúc sự nghiệp của mình vì cái tính háo thắng và kiêu căng. Chính vì vậy, tôi đã vạch ra những hạn chế để thuyết phục cả hội đồng ban giám khảo đồng ý với mình. Khi biết tranh của mình không được lựa chọn, cậu ta rất đỗi khổ sở. Nhưng khi nghe ai đó mách lại rằng tôi chính là người cản con đường của cậu ấy, thì cậu ấy suy sụp hẳn. Suốt mấy ngày liên tiếp, cậu ta đắm mình trong bia rượu. Rồi một hôm, sau khi viết cho tôi một bức thư tuyệt mệnh rất dài, cậu ta đã tìm tới bờ biển để kết liễu đời mình.